thì để em quay lại lúc kênh của em ha. Thì hôm nay em đã tiếp tục ở những keno và đi lặn biển cùng với một chú anh chị xem. Hiện tại thì keno của em đang có chạy lên cái điểm lặn thứ hai. Đang vừa rồi thì trang đầu tiên, ke đầu tiên thì mấy anh em cũng lặn lên rồi. Giờ thì đang chuẩn bị lặn ke thứ hai. Đây ở phía trước này thì mấy anh em lặn lên rồi thì đang có ngồi ăn ăn bánh đó mọi người. Ăn để chống đói ha. Chứ không ăn thì một chút nữa xuống rất là đói luôn. Đây. Sáu năm qua. Rồi, giờ thì mời quý cô chú anh chị theo em với là mấy anh em xuống dưới nước về đi bắt hải sản ha. Mấy anh em thì cũng vô rồi, giờ thì giải thôi. Rồi, em thì cũng vừa nhảy xuống dưới nước để đi lặn rồi mọi người. Bây giờ thì em chỉ việc giảm áp tay và lấy nước lông gương ra, với lại thẻ tự do xuống dưới dạng san hô nữa là xong. Nước hôm nay mấy anh em lặn thì khoảng 12 xả tay, tương đương với 18 đến 19 mét nước đó mọi người. Đấy, cũng khá là sâu ha. Rồi, em cũng đã đáp dạng xong rồi. Mấy anh em cũng đáp dạng xong rồi. Giờ thì xì cái ganh này ra, lấy hơi ở trong cái ganh này ra về đi bắt hải sản thôi. Rồi giờ mời quý cô chú đi bắt hải sản cùng với em ha. Đây, vừa nhảy xuống chạy đến chỗ này lại gặp được một con ốc tai bồ. Ốc tai bồ này thì con này thì nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Nào mọi người, đẹp ghê chưa. Đấy, ở đằng sau của nó có cái màu xanh xanh, cái màu xanh rêu á, đẹp lắm. Mấy con này nhỏ nhỏ như này về bỏ vô trong cái hồ kiến, hồ thủy sinh đó mọi người, rất là đẹp. Đấy, nhưng mà con này nhỏ quá. Em đang có phân vân là không biết có nên lấy hoặc là thả nó về với tự nhiên không đây. Nhưng mà nhìn nó rất là đẹp nha. Thôi, có lẽ là em sẽ lấy để đi về làm chỗ để bỏ nó vô chừng cái tụ ở trong các tụ kiến á mọi người cho nó đẹp. Đây, tiếp tục chạy đến chỗ này là gặp được một cái con. Mọi người biết con gì không? Đây, con này ở ngoài em thường gọi là con cuốn neo. Mấy con này thì nó không có cắn hoặc gì cả, nhưng chỉ mình đụng vào nó, nhưng lấy cái tay chạm vào hoặc là nó bị nó quấn lên trên tay rồi á, mấy cái chỗ mà da bị non non lắm mọi người, nó sẽ bị phồng, nó rất là nóng về giác luôn, nó sẽ bị phồng ha mọi người. Ê, nhìn nó tựa như con rắn rồi. Nhiều anh em trong biển thì nói thật là cũng có một vài số anh em sợ cái con này á mọi người. Nhìn nó y chẳng khác gì con rắn kìa. Rồi, giờ thì đi bắt hải sản thôi, không có kêu nó nữa. Đây, tiếp tục chạy đến chỗ này em lại gặp được một con cá nóc nhím gai. Ủa, nó nằm ở ngoài cát luôn. Nó nằm trống không ở ngoài cát luôn mọi người. Ừ, rất là đẻ. Mấy cá nóc nhím này thì mấy anh em sẽ đem về và lột cái da của nó, lấy cái bong bóng về cái da đem đi phơi khô. Về cái nạc thì mấy anh em sẽ đem đi cấp đông ha. Bằng cái nóc nhím gai này thì nó thật là rất là được tiền luôn. Đấy, cái da thì 45k 1kg, cái bong bóng thì 4 triệu 1kg, còn cái nạc thì từ 50k cho đến 70k 1kg. Đấy, rất chi là được tiền luôn. Của nó phình lên như cá banh này mọi người, bỏ vào con cá vật to không có được luôn á.
Đây, tiếp tục chạy đến chỗ này em lại gặp được một cái con này. Ở ngoài em thường gọi là con cá mó đẹp gái. Đấy, con cá mó vẹt mọi người. Ở ngoài em thường gọi là cá mó đẹp gái. Hoặc là con cá mó dằng nâu. Nhìn nó rất là đẹp ha. Nó thì thường sẽ đi chung với một con cá mó dằng xanh nữa. Nó sẽ ngủ ở gần gần kế bên đó mọi người. Nhưng mà không hiểu tại sao em kiếm hoài nãy giờ mà không có gặp cái con cá mó vàng xanh nữa. Tiếp tục chạy đến cái chỗ này thì em lại gặp được một con hải sâm tiêu. Hải sâm tiêu này thì mấy anh em sẽ lấy bỏ các phần nội tạng. Rồi còn cái con hải sâm thì mấy anh em sẽ đem về bán cho thương lái với giá khoảng 7k cho đến 10k một con. Đấy, cũng rất chi là có chất lị cho mọi người. Rồi chạy đến chỗ này em lại ở dưới cái tảng đá to này gặp được một con rùa. Ở ngoài em thường gọi là con đầu mồi. Rồi, mấy con này thì mấy anh em sẽ không có bắt nha mọi người. Em chỉ quay để gửi đến cho quý cô chú anh chị xem là nó như vậy thôi. Chứ mấy anh em sẽ không có bắt con này đâu. Tại vì nó đang có được bảo tồn mà. Đấy, nhìn rất là đẹp ha. Đây, không bắt cái con rùa thì chạy đến chỗ này lại gặp được một con hải sâm gai. Ui, rất chi là đẹp. Mấy hải sâm gai này thì mấy anh em khóa lắm. Tại vì đem về bán rất là có giá trị luôn. Khoảng 80k cho đến 90k một con. Ui, đã quá. Hy vọng sẽ gặp được nhiều hải sâm gai. Để quay clip gửi đến cho quý cô chú anh chị xem. Đây là con hải sâm gai đầu tiên của em. Đây, rất chi là đẹp. Rồi giờ thì cột cái sợi dây này vào và đi bắt hải sản tiếp thôi. Đây, chạy đến chỗ này em lại phát hiện thêm được một con hải sâm gai nữa. Ồ, rất là đẹp. Ui trời, con này to quá chừng. Ui, con này to hơn con hồi nãy luôn mọi người. Đây, nhưng mà to nhỏ gì thì thương lái người ta vẫn mua một cái vé đó thôi. Chỉ là khoảng 80k cho đến 90k một con. Đấy, chứ không phải là to thì thương lái người ta mua được tiền đâu. Rất chi là rẻ. Con hải sâm gai thứ hai. Cái vợt này nó không có cái khóe mọi người. Ở ngoài em thường gọi là cá rút, cho nên em phải lấy cái sợi dây đó cột vào, chứ không thì để một chút thì con hải sâm gai nó lại rơi ra ngoài nữa thì tiếc lắm. Đây, ở chỗ này em lại gặp thêm được một con nữa này. Ù, rất chi là đẻ. Con thứ ba rồi, con hải sâm gai thứ ba rồi mọi người. Đẻ quá. Đây, không biết là còn con nào nữa không đây. Thường thì mấy anh em được một con hải sâm gai thì sẽ đi vòng quanh. Đi vòng tròn khoảng bán kính khoảng 1 đến 2 mét đó mọi người. Sẽ kiếm thử may thì còn khoảng 1, 2 con nữa. Có đôi khi là được khoảng 2 con luôn đó mọi người. Chắc là đẻ. Hai chỗ này thì có lẽ là không có rồi. Đây, con hải sâm gai thứ ba của em.
Này, ở chỗ này em chạy đến thì gặp vừa chạy đến thôi, gặp được một con mực nang. Ủa, nó đang có ngụy trang để săn mồi đó mọi người. Đây, nó ngụy trang y như dạng san hô luôn, chẳng khác gì. À, nhìn nó đẹp quá. Mấy con này mà mấy con bé bé mẹ nuôi ở trong cái hồ kiến. Ngày ngày ngắm nhìn nó thì vui biết mấy. Nó thật là nếu mà có con nhỏ mà nuôi ở trong hồ kiến á, đẹp lắm mọi người. Chỉ mình bỏ mồi vào cho nó tự săn mồi và nó sống thôi. Cũng mấy con này thì mấy con mực nang thì rất là dễ nuôi luôn. Rồi, em bắt được rồi. Mấy mực nang này thì thường em sẽ bắt tay thôi. Chừng nào mấy con nào mà nó bị nhát cái điện á, cho nên em mới xiên. Con này thì nhỏ ha, con này thì khoảng gần 1 kg thôi. À, nhìn cái răng của nó này. Ủa, rất là ghê. Này, tiếp tục chạy đến chỗ này em lại gặp được một con ốc bươu. Ủa, con ốc bươu rất là to luôn. Đây, đã quá. Ốc bươu thì mấy anh em sẽ nuôi sống, đem về bán cho thương lái với giá khoảng 40 cho đến 50-55k một con. Rất rất chi là có giá trị luôn. Đây, ở chỗ này mấy anh em xúm lại bắt con gì nữa đây? À, thì đây là con cá mặt quỷ mọi người. Đây đây, để em khều khều cho nó chạy ra ngoài này. Mấy anh em đang có tập trung bắt con cá mặt quỷ. Cá mặt quỷ này chú bé em gặp, chú bé em phát hiện ra, cho nên nháy đèn mấy anh em chạy lại phụ bắt, vì nó nằm ở trong cái kẹt đé rất là sâu luôn á. Đây, cuối cùng thì em cũng đã cầm được con cá mặt quỷ rồi. Ồ, nhìn rất là đẻ luôn mọi người. Thường thì mấy cá mặt quỷ này chắc là được có giá trị. Mấy cá mặt quỷ này giá trị rất là cao luôn. Được một con thì mấy anh em rất là mừng. Rồi, con này thì cũng khoảng tầm 1 kg. Đây, chỗ này chạy đến chỗ này là gặp được một con cá mú nữa mọi người. Đó, mấy anh em đang có bắt sống. Ui, nó chạy kìa. Cá mú thì anh em sẽ bắt để nuôi sống ha. Ui, nó chạy này. Ui, nó lành quá mọi người. Rồi, được rồi, rất là đẻ. Con cá mú này thì cũng nhỏ, khoảng 800 g. Đấy, wow, đã quá. Giờ thì sang từ lòng cái vật cán ra một cái vật vật rút vật xanh như này để kéo đi cho nó khỏi bị cày lỡ cái con cái múa mọi người. Cái múa này là cái múa rằn nha mọi người. Cái múa rằn này thì nó sẽ được tiền hơn, nó sẽ được tiền hơn bằng cái múa én. Đấy, nhưng mà nuôi sống thì với giá khoảng 150 k 1 kg. Chạy đến chỗ này em lại phát hiện được một con mực, con mạch tuộc. Nó đang có làm cái gì đây, nó đang có làm cái gì đây nữa mọi người, em cũng không chả có biết luôn. Nó làm cái gì mà nó kéo cái cục đá này mọi người. Để em đứng em quay một chút thử xem nó đang chuẩn bị làm cái gì, em cũng chả hiểu luôn. À, nói thật mấy con bạch tuộc như này thì nó khôn lắm. À, thì ra nó đang có lấy cái cục đá mọi người. Đây 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 đây, nó lấy cái cục đá nó che cái miệng hang của nó lại. Ui, nó rất là khôn chứ. Nó thật là khôn lắm. Nó thấy em thì nó thấy cái điện của em á, em đi lại gần nó thì nó lấy cái cục đá để nó che cái miệng hang lại.
À, giờ em thử khều cái cục đá ra ngoài, thử nó có lấy vô nữa không. Đấy, đợi đó thử nó có lấy vô nữa không. Hình như là nó thấy em đứng người đó, nó không có dám lấy để lấy cái cục đá rồi vô đó mọi người. À giờ thì đứng chờ thử nó có lấy vô hay không. Cục khôn lắm, mắt bạch tuộc này nó thật là rất là khôn luôn. Nhưng mà em nghe thì nghe mấy người lớn nói á, thì nó nhớ một chút thôi, nó sẽ quên kiểu như vậy. Không biết là thiệt hay không này. Ui, nó không có chịu chui ra để lấy luôn lắm mọi người. Nó không có chịu chui ra để lấy đâu. Khôn lắm. Đây, khôn thì em cũng xiên luôn. Mấy con này thì xiên lên ăn ngon lắm. Luộc. Sáng sáng này luộc mấy con này lên nhắm thêm một tí rượu nữa thì thôi. Ta nói hết cái bài luôn. Này con này thì cũng khoảng được 400 gram. Đấy, đem lên luộc. Sáng đem lên luộc, nhắm thêm một tí rượu nữa. Hít cái nắp mọi người. Này, chạy đến chỗ này em lại phát hiện ra được một con cá bò thép. Ủa, nó nằm nó ngủ trong các kẹt đá này. Con này thì khoảng hơn 1 kg. Măng cá bò thép này thì mấy anh em sẽ bắt để nuôi sống, đem về bán cho thương lái với giá khoảng 200 cho đến 350 k 1 kg. Đấy, cũng tùy theo tháng ha mọi người. Hai khều cho nó chạy ra ngoài. Đấy, nó chạy ra kìa. Đây, bắt xong cái con cá bò thép thì chạy đến chỗ này lại gặp được một con cá trình, nó đang có săn mồi, nó đang có bắt mồi về ăn này. Em quay còn cảnh lại một chút để cô chú anh chị xem. Nó đang có núp rồi. Đấy, nó đang có ăn cái con mồi màu màu kiểu màu hồng hồng đó mọi người. Đã quá. Em đi biển đi lặn cũng khá là lâu rồi, cũng khoảng 7 năm 8 năm rồi, giờ mới thấy được một con cá trình mà nó săn mồi đó mọi người. Thôi giờ thì theo cho nó tại vì nó nhỏ quá. Đây đi bắt hải sản chưa có đẻ tay nữa mà giờ thì phải đến giờ lên rồi, tại vì mấy anh em đi cũng đủ 2 tiếng 30 phút, giờ thì đến giờ lên. Thường thì mấy anh em lặn một ca sẽ rơi vào khoảng 2 tiếng 30 phút. Đấy, lặn xong 2 tiếng 30 phút thì ở trên em Phú sẽ bỏ cái sợi dây đế này xuống. Rồi mấy anh em ở dưới sẽ đu lên. Sẽ cầm cái sợi dây đế này và lội lên trên. Đấy, giờ thì em cũng sẽ lên cùng với mấy anh em ha. Lên trên về lên từ từ thôi để giảm áp nữa. Rồi, giờ thì mời quý cô chú anh chị cùng tất cả mọi người lên kênh về xem thành quả cùng với mấy anh em kênh channel của em. Thử tăng này sẽ bội thu những mặt hàng hải sản gì ha. Đấy. Rồi, giờ thì mấy anh em đổ hàng ra ha. Muốn chị chưa? Chưa, chưa, chưa. Tàng này khá là thừa. Ơi. Đó tương ngộ. Đây có mừng hồn nha mọi người. Không phải là có đồ con thiệt à. Tương ngộ thiệt.
À, tầng này có ốc tai tượng. Hoa gỡ dây ha. Hoa gỡ dây ha. Đây đây thì ở đây đó, đây đều có đồ con. Nên đây tầng này hàng khá là thừa ha. Tăng vừa rồi này, tăng này thì chú bé được thêm một con cái mặt quỷ nữa. Đây giờ bỏ mực xuống dưới kia. Đây ốc ụ, ốc đu công đó mọi người, ốc bu. Đây ốc tai tượng con trắng rất là đẹp. Đây u cá miệng cũng đẹp lắm. Đâu bao nước gì nào, một bình phú không rồi bán. Đây anh em đổ đẻ về cho mấy con cá nó lạnh nè, cho nó có cái đồ lạnh nó mười. Rồi đây mọi người, bọn anh em vừa lên ha, vừa ấy hàng vừa bỏ hàng xuống dưới hầm xong rồi. Giờ thì mấy anh em đang có chuẩn bị, đang có làm cá để ăn cơm. Tại vì giờ thì cũng 11 giờ mấy không mọi người. Rồi. Nhưng mà cano thì đang có dẫn lên cái điểm. Dẫn lên cái điểm tại vì hồi cái lúc mà mấy anh em lặn ở dưới nước á, thì em Phú có đánh rơi một cây đèn pin. Một cây đèn anh em lặn đêm á. Cho nên giờ thì cano dẫn lên để dẫn lên ngay chỗ mẹ em Phú làm chơi cái đèn pin á, để xuống và kiếm kiếm lấy lại cái đèn pin ha. Đây hôm nay anh em đây có mực nữa, anh kéo với lại có mực nữa. Thank you.